VBA 2023 tiếp tục sôi động tại 5 thành phố trên cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng. Hàng loạt trận đấu hấp dẫn, cuồng nhiệt, bất ngờ ngoài dự đoán. Những đội binh trẻ đầy triển vọng. Các ngoại binh thiện chiến. Bảy đội bóng VBA hàng đầu đang cạnh tranh quyết liệt để giành vị thế. Đội bóng nào sẽ bước tiếp vào bán kết? Đón xem VBA 2023 trên hệ sinh thái thể thao VTV Cup.